Coconut. Hãy cùng đọc câu chuyện về rùa và thỏ rừng. Yay! 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 Làm ơn, con muốn trở thành thỏ rừng. Được rồi, Lily. Con muốn trở thành một chú rùa. Con thích rùa. Bắt đầu thôi. Mình cá là mình có thể đánh bại bạn trong một cuộc đua. Ừ, chắc chắn là bạn có thể một cuộc đua mà bạn muốn. Sau đó bạn sẽ chiến thắng cuộc đua. Bạn đang dẫn đầu mà. Rồi chúng cùng vô cuộc nhau, chúng vui cuộc cùng nhau. Tớ có thể chạy đua thắng cậu. Chẳng thể thay đổi đâu. Oh yeah. Hay là bắt tay vào, hóa thành một cuộc đua. Người giỏi nhất chiến thắng. Gặp mặt trên đường đua, gặp nhau đi chúng ta đua. Tập trung nhé, chậm chờ nói chi. Làm như thế, bạn làm như thế. Nhanh nhẹn lắm, phi phò thó ra. Vững vàng mình thắng cuộc đua thôi. Chậm, nhưng mà chắc. Và tiếng còi vang thật to. Vào chỗ chạy đi thôi. Chạy nhanh như gió là thỏ. Nhưng chú rùa thì quá chậm. Chuẩn. Thỏ rừng chạy nhanh như bay, vượt nhiều dặm đường đi, nhiều tên lửa tạo bài. Nhưng chú rùa thì chỉ cười. Tôi có thể làm, mình có thể. Phải giữ sự tập trung, mình là đàn ông. Này, tớ tưởng cậu là một con rùa. Ồ, tớ rất bối rối. Tập trung nhé, chậm chờ nói chi. Làm như thế, bạn làm như thế. Nhanh nhẹn lắm, phi phò thở ra. Vững vàng mình thắng cuộc đua thôi. Hi, không. Mình nghĩ một chút thôi nè. Chỉ là nghỉ ngơi. Dẫn đầu suốt cuộc đua, đua không hề vượt qua. Mình xứng đáng được nghỉ ngơi. Rồi thôi rừng ngay thật to. Với giấc ngủ sâu. Rồi rùa chú vượt qua. Cô thỏ ta ngủ say. Gần đến rồi đây, còn vòng này mà thôi. Nếu mà mình thắng cuộc đùa, mình sẽ kính cẩn cúi chào. À, rùa cúi chào thì sẽ như thế nào nhỉ? Tập trung nhé, chậm chờ nói chi. Làm như thế, bạn làm như thế. Nhanh nhẹn lắm, phi phò thở ra. Vững vàng mình thắng cuộc đùa thôi. Chậm, nhưng mà chắc. Chú rùa đã làm được rồi. Chú vượt qua vạch đích rồi. Mọi người liền chúc mừng anh. Bạn đã làm tốt ghê. Hoan hô, woohoo. Chuyện gì vậy? Làm thế nào bạn thắng vậy? À, mình chỉ giữ ổn định tốc độ của mình. Vậy thôi. Buồn ghê, thỏ ta buồn lắm. Cô ấy thua cuộc đua. À, thôi mà vui lên. Tôi làm hề cho bạn vui. Thấy chưa, như thế này. Đó chỉ là một cuộc thi ngớ ngẩn. Đúng, mình đoán cậu nói đúng. Tình bạn thật sự rất quan trọng. Tập trung nhé, chậm chờ nói chi. Làm như thế, bạn làm như thế. Nhanh nhẹn lắm, phi phò thở ra. Vững vàng mình thắng cuộc đua thôi. Vững vàng mình sẽ thắng cuộc đua. Xin chúc mừng các bạn. Bốc bốc. Em thắng. Chiến thắng gì? À, em đừng có chọn gì. Mẹ ngửi thấy mùi phiền phức. Cô ấy đến đây. Xin lỗi. Johnny. Vâng mẹ ơi. Ăn đường phải không? Thưa không không. Nói dối ư? Không không không. Mở miệng bé ra. Ha ha ha. Rất tiếc, mình bị tóm rồi. Đúng vậy.
nghịch ngợm phải không? Không mẹ ơi. Chắc không đấy. Vâng mẹ ơi. Thấy bé rồi. Ha ha ha. Ui. Con không thể lừa được mẹ đâu. Ruby Ruby. Vâng mẹ ơi. Tường màu là sao? Không mẹ ơi. Mẹ xem nào. Vâng mẹ ơi. Con cần màu xanh. Ha ha ha. Con thích tô màu các bức tường với mẹ yêu. Alex Alex. Vâng mẹ ơi. Mật này con ăn. Không mẹ ơi. Có chắc không? Mở miệng của con. Ha ha ha. Ồ, con là con gấu nghịch ngợm. Con thích mật ong. Ly 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 ly. Vâng mẹ ơi. Thổi bong bóng ư? Không mẹ ơi. Cái gì đó? Lỗi của con. Không. Có chắc không? Ờ, yep. Trong chuồng chó kìa. Wow, wow, wow. Wow, mình thích dép. Dép tuyệt lắm. Mình sẽ đi đến các quán ba khỉ. Tôi sẽ trèo lên đồ đạc. Mình sẽ nhảy xung quanh và ngửi tất cả những bông hoa tươi. Và mẹ đã chuẩn bị một bữa trưa dã ngoại tuyệt vời cho tất cả mọi người. Yeah. Oh không. Mưa này đi đi nào. Hôm các bạn hãy đến nơi này. Trẻ em chúng ta muốn vui đùa. Dễ thương. Mưa này đừng có đi mà. Nước mưa làm mát me cả ngày. Nước mưa làm tạt ướt ta đây. Mưa tạo nên một bồn tắm bung. Mình đang đến đây. Ồ oh. Mình thích buồn. Mưa này tiếp tục mưa nào. Mưa tạt vào chúng tôi nhây cùng. Âm thanh nhịp điệu nơi đây. Mưa ơi tiếp tục đổ xuống nào. Vũng nước tuyệt lắm. Mắc cười quá. Ồ, nhìn xem ai đến thăm mẹ. Ba chú mèo này làm mất tất mình rồi và chúng bắt đầu khóc to. Mẹ thân yêu à, tất đã mất rồi, chúng con rất buồn mẹ ơi. Gì? Mất tất rồi à, tài nghịch quá đó mà khi đó bánh không được cho. Mẹ
cho. Có nghĩa là mình cũng không có bánh ư? Kiểm tra thôi. Không bánh. Ba chú mèo này tìm thấy tất của mình rồi và chú bắt đầu khóc to. Mẹ thân yêu à, tất đây, tất đây, tất chúng nó tìm được đây. Ồ, nhìn đó kìa. Mang chiếc tất mình vào nào những chú mèo thông minh. Giờ bánh đó mẹ dành cho. Bơ, mình có bánh rồi bạn ơi. Kẹp chuối. Những chú mèo ngoan. Bánh yêu thích của mình. Ba chú mèo con này mặc chiếc tất của mình vào và bánh chung dung sạch trơn. Ồ mẹ thân yêu à, làm bánh tất rồi và chúng con sợ mẹ la. Gì? Bấm tắt rồi à, nghịch quá đó bé mèo. Chúng con rất sợ mẹ ơi. Mèo 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 mèo, chúng con rất sợ mẹ la. Ba chú mèo con này giặt chiếc tất của mình này và chúng bắt đầu hong khô. Ồ mẹ thân yêu à, tất đây, tất đây, và tất chúng sanh rồi đây. Nhìn đó kìa. Dĩ, chiếc tất sạch rồi, tuyệt lắm đó bé mèo. Giờ bé hãy ra ngoài chơi. Mèo, 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 ta hãy ra ngoài chơi. Giờ ai là chú mèo ngoan? Đúng là các con. Em, những chiếc bánh kem chuối ư? Charlie. Charlie.